Chào các bạn nhé. Cái ngày hôm nay mình lại tiếp tục quay video hướng dẫn anh em. Hôm nay thì cái bo mạch AVR mà lắp cho máy phát điện thì nó quá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Nó không có gì xa lạ nữa. Tuy nhiên thì trên cái kênh của mình thì mình có hướng dẫn anh em rất là nhiều lần là lắp cái AVR mà có loại AVR đơn hoặc cầu mà lắp cho các loại chổi than ấy, máy của Nhật hoặc là máy Trung Quốc ấy, thì chúng ta lắp như nào? Thì thực ra là nó rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên là anh em thấy nó nhiều chân quá hay là hay không biết đấu nối như nào thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em luôn nhé, hướng dẫn anh em luôn là cái cách đấu nối của nó thực sự là rất là đơn giản như này. Ở trước mắt anh em đây là cái con AVR này, đây thì ở đây mình đang hướng dẫn anh em cái cách đấu thì mình đã đấu sẵn rồi nhé, mình chuẩn bị đỡ tránh thời gian mất của anh, thời gian của anh em thì anh em dùng đây. Ở đây là ví dụ là cái điện 220 vào này, cái điện 220 vào á thì là nó sẽ đưa vào cái chân input ở đây, cái AVR của mình nó hoạt động với điện 220 nhé, thì chúng ta sẽ đưa cái điện 220 vào đây, đưa điện 220 vào trong này, ok. Và phần ra của nó đi vào chổi than này nó có chân J và chân K, thì anh em nhớ này, cái chân J thì mình đưa vào cái chân dương nhé, J và chân dương màu đỏ ở đây, đây là mình lắp cái dây J này. Chân K thì lắp vào đây. Cái con này thì nó dùng công suất từ khoảng 30 kVA đổ lại nhé, tùy thuộc vào cái dòng kích của nó thì nó hoạt động được tối đa là cho phép quá tải lên tầm khoảng 40 đến 50 ampe, tuy nhiên là chúng ta xài ổn định ở cái mức là 30 ampe đổ xuống nhé. Đấy, thì đây là cái dòng điện này. Cái con đơn thì nó ra được 90V, của con cầu thì ra được 180V điện áp, thì chúng ta xem là cái máy phát của mình là kích 12V vào thì nó ra được bao nhiêu volt, cái được AC ra để xài ấy. Cái loại này thì cái từ dư của nó phải được tầm khoảng 2 đến 3 V thì nó mới hoạt động được. Đấy, chính vì thế mà chúng ta kiểm tra từ dư. Và từ dư là cái gì? Từ dư là cái điện áp mà chúng ta chưa có cấp nguồn vào trong chổi than nhá. Ví dụ chúng ta rút hai cái dây này ra. Sau đó mình sẽ đo cái điện AC ở phần này, tần số đủ 50 hoặc là 52 Hz thì mình xem ở đấy là bao nhiêu V, đủ cái điện áp kích mở con SCR thì nó mới ra điện được. Thì chúng ta cái đầu vào AC thì anh em nên lắp cho nó một cái CB nhé. Cái CB này thì nó có từ khoảng 30 ampe trở lên, 30 đến tầm cái con này nó chạy 30 ampe thì mình có thể là lắp 30 hoặc 32 ampe đấy, để khi mà xảy ra cái sự cố thì nó sẽ nhảy cái CB. Đấy là quan điểm của mình, sẽ lắp cái CB này vào nhé. Đây, lắp CB này nó cũng không bao nhiêu tiền nhưng mà nó sẽ an toàn hơn cho chúng ta. Ok, một cái CB nguồn. Thì những cái chân còn lại ở đây có cái chân A1 và chân A2, A1 A2 này thì là cái đường kích phụ thêm. Trường hợp mà cái từ dư của nó thấp quá thì mình có thể lấy cái dây điện chúng ta câu cái dây điện từ chân A1 sang A2 nhé. Còn toàn bộ những cái chân này là cái chân mở rộng, cái chân mà sử dụng ở đây nó sẽ có cái chân là VR điều chỉnh bên ngoài, sending là cái chân mà có thể sử dụng là cái điện áp mồi ấy. Tuy nhiên thì đây thì cái này nó có thiết kế sử dụng cho cả các cái tín hiệu đầu vào khác nhau. Đấy, chính vì thế mà nó không dùng. Thì con này mà anh em nào muốn sử dụng cái điện 110V ấy thì chúng ta có thể sử dụng cái chân này nhé. Nhưng mà bình thường nó không dùng đâu. PML là chân kích cái nguồn cấp cho bo mạch thì chúng ta cũng không sử dụng. Thì để mở cái mạch ra cho anh em xem bên trong như nào, tại sao chúng ta chỉ có nhiều chân này mà dùng chỉ 4 chân là được thôi, 220 và ra thôi. Đây là mình mở bên trong của nó ra. Đấy, mở cái bo mạch ra anh em quan sát thấy là đây nó sẽ có cái đường, hai cái đường này mắc nối đúng không ạ, cái chân VR này chúng ta sẽ không có sử dụng cái VR ngoài nên chúng ta bỏ đi rồi, chúng ta không đấu ra đây. Để chúng ta đấu ra VR ra ngoài nó rất là phức tạp, anh em không có AVR, không có VR chúng ta cũng phải đấu cầu ấy. Hiện tại bây giờ mình sẽ bỏ cái con điều chỉnh điện áp bên ngoài. Cái con này thì nó có thể sử dụng được cái đường điện công suất riêng và cái đường điện để lấy về ổn áp riêng. Nhưng mà thông thường thế thì mình sẽ phải cần 6 dây. Tuy nhiên thì lắp như thế thì phức tạp. Anh em muốn lắp đơn giản nhất thì hai cái chân này thì mình không có sử dụng nữa mà mình nó sẽ lấy tín hiệu trực tiếp từ bên này luôn. Đấy, để chúng ta chỉ đưa hai dây vào là xong thôi. Còn anh em thấy có hai cái dây này, hai dây này là dây kích phụ nhé. Hai cái dây này là dây mồi ở với từ thấp. Nếu mà trường hợp mà nó từ dư nó thấp quá thì chúng ta có thể là nối hai thằng với nhau. Đấy, hoặc là chúng ta có thể mở bên trong này và chúng ta chuyển sang bên trong này. Hai cái dây này là nối với nhau thì cái từ dư mà của máy nó thấp ấy, thì nó sẽ có thể tự lên được nhé. Tuy nhiên phải có từ dư, còn trường hợp mà không có thì nó cũng thua luôn. Và có hai chân để điều khiển, thông thường là bộ điều khiển nó sẽ điều khiển cái AVR khi chúng ta cấp vào đây nhé, cấp một tín hiệu lệnh 12V vào trong này. Nó cũng thể là sử dụng là cái đường mồi được, tuy nhiên thì hiện tại bây giờ mình không xài nhé. Bây giờ mình cứ nổ máy lên ra điện luôn, mình không có dùng bộ điều khiển để điều khiển cái mạch AVR này. Đấy, thì nó có rất nhiều cái tính năng có thể lựa chọn. Thì anh em để đơn giản hóa nhất thì bây giờ mình chỉ có sử dụng hai cái chân này là ok nhé.
Như vậy là mình đã kết thúc cái video. Hy vọng là anh em có thể thực hiện được lắp cái mạch AVR này cho cái máy phát điện của mình. Trường hợp mà nó không không ra điện được ấy, thì anh em xem cái sơ đồ là đấu mạch kích từ, kích mồi, trường hợp mà máy mà không có từ dư nhá. Mình có cái video ở trên cái kênh của mình rồi. Anh em cứ tìm kiếm sợt cái phần hướng dẫn lắp mạch mồi cho máy phát điện là sẽ thấy. Ok, rồi bây giờ mình sẽ kết thúc cái video. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.